Chào các bạn nhé. Nên mình xin giới thiệu tới anh em một kèo xổ số Clam nhận được 100 đồng token Crypto Play, thì là token nền tảng game nhé. Số tổng cung phát hành là 200 triệu, đã có 797 tài khoản holder đã phát sinh 1902 lượt giao dịch nhé. Giờ thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.net nhé. Link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chút Dialect của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clam.net vừa nãy mở. Bạn tìm tới bước 2, click rút gọn đây để nhận token nhé. Chương trình Underdog sẽ kết thúc vào 88 ngày nữa. Nó sẽ được liệt lên cả sàn Hobbit vào ngày 12 tháng 12 năm 2021 nhé. Rồi các bạn nếu có nhu cầu mua thì các bạn có thể bỏ ra một số 0.01 BLB mua đồng này để hold và tích trữ. Tôi dài chờ cơ hội ít nhiều lần tài khoản. Rồi, nếu mà các bạn cầm lam, các bạn nhấp vào phần này nhé. Yêu cầu 100 đồng tốc cần Crypto Play. Thì nó yêu cầu kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối với ví. Và chờ một tí mình nhất cho các bạn làm lại, mình chưa mất phí đâu nha, là chưa được nhé. Đó, ghi ra. Các bạn nhờ hãy thường xuyên theo dõi website clam.net nha, để cập nhật những dự án miễn phí, phần thưởng token mới nhất chuyên về bạn mạo Binance Blockchain. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 10% đến 20% phí giao dịch trọn đời nha. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nha. Các bạn lưu ý cái cột bên cánh tay phải này, những dự án nào đó drop đặc biệt sắp kết thúc, các bạn nhấp vào đây nó sẽ nha mở ra cái link website để các bạn clam nha. Đó, tương ứng với những cái dự án nó của nó thì nó các cái con chắc các bạn có thể copy ở dự án bên cạnh đây, và các bạn quay sang ví của các bạn dán vào thôi nhé. Rồi quay lại vấn đề clam, mình sẽ thử lại một nữa. Rồi mình clam 3 lần trên 3 ví khác nhau, đâm nên là nó hay bị ấy, một ví khác mình đã clam vừa rồi đây. Vẫn nó ghi ra. Các bạn chờ tí nhé. Thử lại phát đơn. Để không mất thời gian của các bạn thì các bạn cứ chờ để khoảng 3 đến 5 phút thì các bạn quay lại clam giúp mình nhé. Bởi vì trên một ví khác mình đã clam thành công rồi. Đây nha. Thế thì video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.